tôi là em dâu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành. Trong thời gian chống Pháp thì anh là du kích. Rồi sau đó là năm 54 là anh tập kết ra Bắc. Anh học trường sĩ quan lục quân. Xong là anh vào Nam chiến đấu. Khi giải phóng xong năm 75 thì gia đình bố mẹ tôi mới biết anh là liệt sĩ. Anh đã hy sinh tại chiến trường phía Nam, chứ không biết ở chỗ nào hết. Gia đình là không nhận được cái giấy báo tử mà chỉ có cái thông tin đó thôi. Tên thông tin thì quá mù mờ vì thông tin là hy sinh tại chiến trường phía Nam. Thành cũng không biết là phía Nam là nằm ở chỗ nào. Thì gia đình tôi thì tìm lâu lắm rồi. Từ ngày đất nghiệp thống nhất rồi là biết tin như vậy. Là cứ bốn ba, cứ hỏi chỗ này chỗ kia. Hỏi đầu tiên là hỏi những người thân cận ở cùng đi với anh. Hoặc là những người bà con, họ không ai biết hết cả. Trước kia con khu Phan Khuế cũng đi ra Quảng Trị, nơi chỗ mà nghĩa trang tìm, cũng nhờ cán bộ lực hồ sơ ra tìm không có. Đi vô Sài Gòn, đi vô thì cũng đi mua gặp ai, giống như mình đi gặp vậy ông trung tá đại tá của thời đó. Mình cứ đi nguyên là chơi đâu phải thăm rồi đó, thì hồ bộ đoạn cũng không biết. Về tâm linh thì chúng tôi cũng có từng đi qua những thầy để tìm. Cũng có như mời thầy về ở trong nhà để lên đồng lên bóng nữa, chứ không có. Nhưng mà rồi họ nói thế bái hết rồi, không có. Thì cứ nghĩ là bom bay đàn bái rồi rồi. Rất nạn chỉ với đây là vì mình vô vọng quá. Chúng tôi là thấy tất mọi người là người ta được đưa về. Mà anh lại kêu không biết nằm ở phương hướng nào. Không biết là trên rừng hay giữa biển hoặc ai hoặc chỗ nào, rất là thương tâm. Khi mà qua cái kiếm tìm trở về từ ký ức đó, ở Quảng Bình, người ta đã tìm ra là một cái liệt sĩ ở đó, họ tên tuổi đàng hoàng ở đó và đưa về quê quán. Khi tôi thấy kiếm tìm đó rất là hay, và tôi đã đồng viên cho ông tôi là coi cái chương trình đã lò lại để tìm anh lần cuối. Các cựu chiến binh và những gia đình có người thân thiệt mạng trong chiến tranh. 40 năm kể từ phút hòa bình đầu tiên cho đến nay, nhiều liệt sĩ vẫn chưa được đưa về nơi hương khói do chiến tranh đã quá khốc liệt. Quay xong là tôi thân hành việc cái đơn và chồng tôi đã đưa gửi. Sau một thời gian thì chương trình trở về từ ký ức đó điền về cho tôi trả lời là tìm được anh Nguyễn Văn Thành rồi, và sau đó là cô hướng dẫn cho chúng tôi làm đơn. Thì Bộ Thương binh Xã hội thì lục ra được là cái giấy chứng tử, giấy báo tử á, ngoài cục cán bộ đã gửi vô trong tỉnh rồi, và trong tỉnh họ cũng đưa về bên. Sau khi đó mày trai vốn tỉnh mà lục theo đưa ra mới có địa chỉ. Có địa chỉ là hy sinh tại Cát Tân, Cát Trinh, Phù Cát. Ông mất năm 67, chắc là cách mạng chuẩn bị Mậu Thân á. Mậu Thân là xã số 8, đại đội vào chiến đấu với đất sân bay Phù Cát. Tết nguyên một đại đội luôn. Mà ông là đại đội trưởng. Mà chỉ có vô đó nghĩa trang là toàn người Bắc nhiều. Chỉ có ông là riêng người Thừa Thiên Huế thôi. Hai vợ chồng và riêng tôi cố đi tìm của anh cũng 40 năm. Từ ngày năm 75 giải phóng như là bắt đầu có tâm để đi tìm rồi. Mà tìm nhiều cũng gặp đến những năm 2015. Mới có tính chính xác khi đó mới tìm ra được. Thì khi mà tìm ra là cả gia đình tôi rất mừng, cả con tôi rất mừng. Từ trong Sài Gòn hàng cũng nhảy ra đó để bốc mồ cho bác, bốc mồ bác về. Linh hồn của ông á là sống con thạc thiên, để phù hộ cho gia đình, để tìm kiếm ông về được là cũng cái phúc của trong gia đình. Chứ chiến trường chiến tranh thì bao nhiêu người đã hy sinh, bây giờ hiện tại là cũng là nhiều người hai cuộc tìm chứ ra được. Mình cho mình nên mình tự là cũng là hạnh phúc rồi.
dù muốn không đem một cái to ra về đó là một người hạnh phúc. Không có cái gì mà cái đau đớn bằng cái khi đã mình mất rồi mà không tìm ra được cái hài cốt của người thân mình. Đã đi bao nhiêu năm, đã không thể cha thể mẹ, không thể anh thể em, đã mất việc tâm việc tích bao nhiêu năm, giờ đây giờ mất cũng mất luôn cái hài cốt, sợ là rất là đau xót, rất là buồn. Ai cũng mong muốn tìm được hai cuộc liệt sĩ của mình về. Nếu ai là dù về chỉ còn là một nắm đất đen cho tao mà biết đó là hai cuộc của mình thì họ cũng muốn tìm về.